Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, trụ sở công an có lẽ là nơi luôn được canh phòng và bảo mật nghiêm minh nhất. Vậy mà cả đất nước gần như đã rúng động khi hay tin hai vụ nổ liên tiếp đã diễn ra tại trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình. Khu vực xung quanh rung chuyển, khói bụi thì mù mịt, các bức tường trụ sở và nhà dân nứt toác. Ba người đã bị thương nặng và được đưa ra khỏi hiện trường đi bệnh viện cấp cứu. Ai dám gây ra vụ nổ ngay tại trụ sở của công an? Chi tiết vụ việc nghiêm trọng này sẽ có trong video. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hành trình vạch mặt hung thủ. Khoảng 14 giờ 25 phút ngày 20 tháng 6, người dân qua đường Trường Chinh hoảng hốt nghe hai tiếng nổ lớn tại trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình. Khói bụi mù mịt cùng mùi thuốc nổ. Tường gạch trụ sở công an nhà bên cạnh cũng bị bể nứt, nhiều xe máy hư hỏng. Hành trình phá án gây chia rẽ dùng chất nổ khiến ba người bị thương tại trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình hết sức phức tạp. Lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết liệt vạch trần tổ chức, gây chia rẽ xuyên quốc gia và ngăn chặn được nhiều kế hoạch đánh bom nguy hiểm. Trong khung cảnh hỗn loạn, ba người bị thương được khẩn cấp chuyển đi cấp cứu. Chuyện gì xảy ra? Ai dám liều lĩnh cho nổ trụ sở công an làm nhiều người bị thương? Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định vụ án đặc biệt nghiêm trọng và họp khẩn các đơn vị nghiệp vụ để huy động lực lượng tinh nhuệ tập trung cao độ điều tra truy xét. Thông tin trinh sát liên tục cập nhật, phân tích, loại dần mâu thuẫn cá nhân, người tâm thần gây án, cuối cùng khả năng cao nhất là do một tổ chức gây chia rẽ gây ra. Nhiều tổ công tác dày dặn kinh nghiệm khẩn cấp lên đường, đeo bám hướng đi của nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, họ xác định hai thanh niên bịt kín mặt, đi xe quay màu đen trực tiếp gây ra vụ nổ. Nhưng biển số xe giả khiến việc lần tìm gặp khó khăn. Sau vụ nổ, hai thanh niên đi xe quay về Đồng Nai gặp một người đàn ông đi xe máy hiệu Airblade. Lực lượng điều tra xác minh xe Airblade này thuộc sở hữu của Nguyễn Tấn Thành, 28 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Ngay sau đó mọi hành tung của người này lập tức bị theo dõi chặt chẽ. Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2018, phát hiện Thành cùng nhóm bạn cắm trại tại một vườn chôm chôm cách lễ hội trái cây tại thị xã Long Khánh, Đồng Nai, khoảng 4 km. Trinh sát bật tín hiệu cho lực lượng chi viện, sử dụng thủ thuật trinh sát bí mật tách Thành khỏi nhóm bạn. Tuy nhiên, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Thành lại bất ngờ cùng nhóm bạn lên xe máy bỏ đi rồi dừng xe bên đường mua trái cây. Trong lúc nhóm bạn của Thành rời đi trước, trinh sát nhanh chóng ra tay khống chế Thành và áp tải lên ô tô. Nhưng sau đó nghi phạm giả điên khai báo quanh co, không thừa nhận liên quan vụ nổ gây chia rẽ trụ sở công an. Tuy nhiên, trước các nghiệp vụ điều tra, Thành phải tỉnh lại, dần khai ra một số manh mối làm cơ sở cho lực lượng điều tra phá án. Trong đó, mấu chốt quan trọng mà Thành buộc phải thừa nhận là cha ruột của mình, tức Nguyễn Khanh, 54 tuổi, ngụ cùng địa chỉ với Thành, liên quan đến vụ gây chia rẽ tại trụ sở công an. Khanh và Thành đều là thành viên của tổ chức phản động gây chia rẽ do những người nước ngoài điều hành. Thành tạo nhóm riêng trên mạng xã hội, lôi kéo nhiều người tham gia, bằng cách kích động, chống phá, gây mất an ninh trật tự. Tháng 5 năm 2018, trao đổi trên mạng xã hội, người trong tổ chức ở nước ngoài yêu cầu Thành chế tạo bom mìn gây những vụ nổ tại cơ quan nhà nước, tạo tiếng vang cho tổ chức. Khi thực hiện, sẽ có người đưa tiền mua vật liệu nổ để chế tạo bom mìn. Theo chỉ dẫn bí mật, Thành đi đến ngã ba cây xoài, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, gặp một người đàn ông và nhận 20 triệu đồng. Sau đó chuyển cho Khanh đi mua vật liệu, rồi giao Thành chế tạo trái nổ. Qua sự giúp đỡ của một người tên Hậu, cả hai đã chế tạo thành công 5 trái nổ, rồi đưa 2 trái cho Khanh cất giữ, chuẩn bị kế hoạch gây chia rẽ. Thành thừa nhận có liên quan vụ nổ tại trụ sở công an, nhưng không biết ai là người trực tiếp gây nổ. Thành nói tổ chức rất bí mật, chỉ gọi tên chung chung theo nickname trên mạng, không rõ nhân thân lai lịch. Ngay cả Hậu cùng chế tạo trái nổ nhưng Thành không rõ ở đâu. Chỉ nhớ Hậu đi xe máy Sirius, ngoài 30 tuổi, cao khoảng 1m6, tóc ngắn, luôn mặc áo sơ mi dài tay, quần jean, nói giọng miền Nam. Từ lời khai của Thành, lực lượng điều tra hình dung sự nguy hiểm nếu bắt giữ khám xét nhà người cha là Khanh. Những phương án xấu nhất được đưa ra, Khanh có thể ném trái nổ, sử dụng vũ khí khác để chống trả, thoát thân, cũng có thể cho nổ tung để tự kết liễu. Do đó, các trinh sát liền nhận lệnh theo dõi căn nhà và nhất cử nhất động của Khanh. Công an thành phố Hồ Chí Minh huy động chó nghiệp vụ, đội giả phá bom mìn, đặc nhiệm trung đoàn cảnh sát cơ động phối hợp công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt. Đêm ngày 22 tháng 6 năm 2018, khi Khanh tay không đứng cạnh cửa nhà, các trinh sát giả người dân đi đến cửa nhanh chóng khống chế Khanh cùng một số người trong gia đình, không cho ai kịp phản ứng nguy hiểm. Sau khi đưa Khanh ra ngoài,
xung quanh được phong tỏa nghiêm ngặt, lực lượng rà phá bom mìn cẩn trọng kiểm soát. Rất nhiều vật liệu chế tạo, cháy nổ, đạn, thuốc súng, hung khí tự chế, tài khoản ngân hàng, sim cạc điện thoại, hộ chiếu, ống nhòm, máy ảnh được phát hiện. Đặc biệt có khoảng 10 cân thuốc nổ TNT, trong đó một số cháy nổ đã chế tạo thành công, chỉ cần bấm nút kích hoạt là nổ tung. Gom lưới. Khoảng năm 2017, Khanh nhận được sự tin tưởng của Tổng Tư lệnh một tổ chức chống phá gây chia rẽ ở nước ngoài. Hắn hứa sẽ cho Khanh tiền cùng chức tỉnh trưởng Đồng Nai. Ngoài những người chế tạo bom như Thành, Hậu, tổ chức còn giới thiệu một người có nickname Giang, giúp tạo cháy nổ chất lượng. Sau đó Giang nhận vật liệu nổ của Khanh, chế tạo ra 7 trái nổ và Khanh thu 5 trái, đưa lại 2 trái nổ cho Giang để hướng dẫn hai người tên Minh, Nam đi đánh bom trụ sở công an. Cùng lúc đó, mỗi trinh sát chủ lực ở Tây Ninh nhận tin sau vụ nổ, một số người đến làm công nhân tại công trường xây dựng nơi biên giới huyện Gò Dầu. Từ miêu tả của người dân, có một công nhân dính chút đặc điểm giống Giang. Nhưng trong hơn 10 người mới đến, lại không ai tên Giang. Ngày 27 tháng 6 năm 2018, nhận định nghi phạm dùng tên giả, trinh sát nhập vai công nhân lân la trong công trường. Khi kẻ tình nghi đi cùng một số công nhân, một trinh sát bất ngờ kêu lớn tên Giang. Lập tức nghi phạm giật mình nhìn lại, trinh sát lao ngay đến khống chế. Họ kiểm tra nhanh điện thoại Giang có hình ảnh chế tạo bom mìn, một số tin nhắn ký hiệu của tổ chức gây chia rẽ. Qua đấu tranh khai thác, Giang tên thật là Dương Bá Giang, 48 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai. Khoảng tháng 4 năm 2018, sau khi tham gia tổ chức, giữa tháng 6 năm 2018, Khanh đưa lại cho Giang 2 trái nổ, nhận nhiệm vụ gây chia rẽ trụ sở công an. Ngày 19 tháng 6, Giang gọi Minh Nam đến gặp Khanh rồi kêu Minh Nam trực tiếp đi đánh bom. Từ lời khai của cha con Khanh, một người tên Hậu tham gia chế tạo bom cũng bị đặc biệt quan tâm. Các mũi trinh sát tung đi truy tìm nhiều ngày đêm và phát hiện Hậu lẩn trốn ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Ngày 28 tháng 6 năm 2018, trinh sát dò la Hậu đang lẩn trốn tại nhà người bạn ở huyện Thống Nhất. Khi người bạn này lái xe máy chở Hậu trên quốc lộ 51, thành phố Biên Hòa thì bị trinh sát kiểm tra, khống chế. Hậu tên thật là Nguyễn Xuân Phương, 31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, khai Khanh rủ dê tham gia tổ chức chống phá chế độ do người nước ngoài điều hành. Sau khi thành công sẽ được một căn nhà và chức sắc. Ngày 10 tháng 6 năm 2018, Khanh đưa Hậu một trái bom kèm bình ắc quy, remote điều khiển và chỉ đạo Hậu tìm trụ sở cơ quan chức năng ở Đồng Nai đánh bom. Đến ngày 18 tháng 6 năm 2018, Hậu cho biết đã đặt bom tại một trụ sở cơ quan ở phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa và hẹn Khanh chứng kiến Hậu kích nổ, nhưng bom không nổ. Hậu nói dối Khanh, mục đích là đánh bom xịt, không hại ai, lại được tiền của tổ chức. Hậu khai chưa đi đặt cháy nổ và tháo gỡ mối nối remote kích hoạt, chỉ bấm remote cho Khanh coi chơi. Trong quá trình phá án, một tổ công tác nhận nhiệm vụ trả lời câu hỏi quan trọng, vật liệu nổ từ đâu ra? Ngay khi bắt giữ cha con Nguyễn Khanh, các trinh sát xuống tỉnh Bình Phước và lên Tây Nguyên lần tìm băng nhóm buôn thuốc nổ TNT cho Khanh cùng đồng phạm. Sau nhiều ngày đêm truy tìm, đến ngày 28 tháng 6 năm 2018 tại huyện Đắk Min, Đắk Nông, một tổ công tác đã mời nhiều người liên quan đến làm việc và bắt giữ 3 nghi phạm chính trong đường dây buôn thuốc nổ, gồm Nguyễn Minh Nhật, 28 tuổi, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, 38 tuổi, Nguyễn Trung Trực, 36 tuổi. Những người buôn thuốc nổ này khai nhận, năm 1999, Khanh mua đất làm dãy gần nhà Trực tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Min. Đến năm 2009, gia đình Khanh chuyển đi sinh sống tại Đồng Nai. Tối ngày 25 tháng 4 năm 2018, Khanh điện nói với Trực là có nhu cầu mua khoảng 20 cân thuốc nổ cùng kíp nổ để đánh đá, đào ao cá. Sau đó, Minh Nhật báo cho Trực 5-6 cân thuốc nổ TNT cùng 20 kíp nổ. Sáng ngày 29 tháng 4 năm 2018, Trực hẹn Sinh Nhật tại một quán cà phê ở huyện Đắk Min để nhận thuốc nổ, kíp nổ. Sau đó, Trực điện Khanh đến quán cà phê giao dịch. Khoảng 15 phút sau, Khanh chạy xe máy đến nhận hàng, đưa tổng số tiền khoảng 10 triệu đồng cho nhóm Trực. Nguồn gốc thuốc nổ, đối tượng Nguyễn Minh Nhật khai khi đi bẫy chim bên Lào đã tìm mua thuốc nổ, kíp nổ khai thác đá. Một người bạn Lào bán cho Minh Nhật khoảng 5 cân thuốc nổ TNT, 20 kíp nổ. Sau đó, Minh Nhật đón xe khách vận chuyển hàng về Đắk Nông, giao cho Sinh Nhật, chuyển lại Trực. Ngày 30 tháng 6 năm 2018, tin báo một trong hai nghi phạm trực tiếp đặt và kích hoạt bom đã xuất hiện tại bến xe miền Đông. Những nghi phạm đã nhanh chân đón xe đi Đắk Nông, sau đó lại đi Đắk Lắk. Tuy nhiên, việc di chuyển hướng Đắk Lắk chỉ nhằm đánh lạc hướng. Đến một khu rừng vắng trên quốc lộ 14, giáp danh Đắk Lắk và Đắk Nông, đối tượng xuống xe đón xe khách khác, di chuyển ngược về miền Tây. Đêm ngày 2 tháng 7,
năm 2018, các trinh sát tiếp cận được xe khách tại huyện Đắk Min, Đắk Nông và khống chế, bắt giữ nghi phạm. Đối tượng Nam khai tên thật là Vũ Hoàng Nam, 23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, thừa nhận mình là người trực tiếp kích hoạt hai cháy nổ tại trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, làm nhiều người bị thương. Từ thông tin khai thác Nam, nhiều tổ công tác chắp nối các dữ liệu nhận dạng để truy bắt đối tượng trực tiếp gây vụ nổ thứ hai. Đến ngày 7 tháng 7 năm 2018, các trinh sát nhận tin người tên Minh thuê phòng trọ lẩn trốn tại khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Trong đêm, Minh bịt mặt ngồi sau xe máy một người bạn, rời khỏi khu công nghiệp thì bị phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm này khai khoảng 19 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2018. Nam, Minh, Giang ngồi tại một quán cà phê cạnh công viên ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai, bàn bạc thống nhất việc đánh bom. Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2018, Nam, Minh đến nhà trọ trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9 và mua bình ắc quy đấu nối hai cháy nổ, một trái gói trong hộp quà, một trái bỏ trong túi sách. Sau đó cả hai đi xe máy đến quận Tân Bình, dừng lại một tiệm dán đề can để dán biển số chính thành biển số giả. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Nam chở Minh đi thăm dò trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình. Sau khi quay lại cách 10 mét, Nam dừng xe đi vào trụ sở công an, trên tay cầm trái nổ gói trong hộp quà, còn trái nổ đựng trong túi sách đeo trước ngực. Nam bước vào trụ sở công an, giả vờ đưa giấy xác nhận hạnh kiểm và đặt trái nổ đựng trong túi sách lên ghế. Sau đó đi ra ngoài lấy remote trong túi áo, bấm quả bom trên ghế phát nổ. Còn trái nổ trên tay, Nam tiếp tục ném trước trụ sở công an rồi chạy đến chỗ Minh, lấy remote từ Minh để bấm kích nổ lần hai. Gây án xong, Nam, Minh, Khanh, Giang cùng gặp nhau tại một quán cà phê ở thành phố Biên Hòa. Nam báo cáo hoàn thành nhiệm vụ gây nổ trụ sở công an. Sau đó Minh về quận 9 lấy xe máy của mình rồi trở lại Đồng Nai, cùng Nam lẩn trốn ở một nhà trọ và thống nhất mỗi người trốn một nơi. Theo cơ quan công an, đây là một tổ chức do nhiều phần tử ở nước ngoài cấu kết một số thành phần quá khích trong nước nhằm tuyên truyền, kêu gọi chống phá nhà nước, gây mất trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Tổ chức hoạt động tinh vi, liều lĩnh, đặc biệt nguy hiểm, liên kết chặt chẽ, được chỉ đạo cụ thể trong việc mua chất nổ để chế tạo cháy nổ, sau đó đem đi gây nổ tại các trụ sở cơ quan chính quyền, gây thiệt hại tài sản và tính mạng con người. Những người tham gia được tổ chức ở nước ngoài hỗ trợ tiền bạc, hứa hẹn phòng chức sắc. Để thực hiện kế hoạch, các đối tượng liên quan tổ chức được trao đổi, huấn luyện bằng nhiều cách bí mật hoặc thông qua mạng xã hội. Tổ chức thực hiện gây chia rẽ, kiểu sói đơn độc, đơn tuyến để khó điều tra ra tận hang ổ. Đến đây, vụ án cơ bản sáng tỏ, Phòng Cảnh sát Hình sự củng cố hồ sơ, bàn giao 9 nghi phạm cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra xử lý. Thưa quý vị, với sự manh động coi thường pháp luật, cơ quan nhà nước và tính mạng của người khác, thì 9 đối tượng chắc chắn sẽ nhận được một bản án thích đáng. Hành trình phá án đầy cam go và kết quả đạt được không chỉ từ sự nỗ lực của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, mà còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của người dân. Nhờ đó mà vụ án đã nhanh chóng được khám phá, ngăn chặn những vụ gây chia rẽ diễn ra tiếp theo với hậu quả khó lường. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.